Vân đi làm của MC VTV với những nghệ sĩ gạo cội chú Lại Văn Sâm, cô Hồng Vân, cô Thanh Thủy, cô Hồng Đào, chú Kim Tử Long và nhà ngoại giao Lại Ngọc Đoàn. Xin chào các bạn, mình là Khánh Vi và các bạn theo dõi Vi Chào. Chắc chắn các bạn sẽ phát triển trở thành những con người tử tế, những con người tốt nhất. Có thể đến, có thể không, nhưng mà nếu không đi thì sẽ không bao giờ đến. Điểm xấu của chú Sâm á, hay dỗi. Hay dỗi à? Dỗi. Mình cứ nghĩ bố mẹ mình là thế hệ lớn rồi, họ cần những cái gì to lớn hơn, nhưng không phải đâu, nhiều khi họ cần những cái rất nhỏ nhặt. À, có em trên tên tôi nói gặp được những gì, và thấy được tài cô này rất là giỏi luôn, nhớ duyên dáng rất là quạt mát. Và đây là Có Hệ Cùng Thanh Xuân. Yêu cô chú. Để ghi hình trong một chuyến đi công tác này thì ekip Có Hệ Cùng Thanh Xuân có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chiếc xe. 10 chiếc xe limousine và 25 chiếc máy quay, đi là 72 người cho một chương trình truyền hình thực tế. Wow. Đây là ngày thứ 6 và chúng tôi đã có mặt tại Hà Giang để ghi hình cho chương trình Có Hệ Cùng Thanh Xuân. Chú Sâm đang ghi hình những hình ảnh rất là sâu sắc, rất là deep. Hả? Chú thấy vui không chú? Quá vui. Miêu tả cảm xúc của mình bây giờ bằng 3 từ. Tôi yêu Việt Nam. Đất nước của mình rất là đẹp và chúng ta không có lý do gì để không yêu đất nước của chúng ta. Việt Nam, tôi yêu Việt Nam. Yeah, còn hành trình Có Hẹn Với Thanh Xuân thì sao ạ? Có Hẹn Với Thanh Xuân đã đưa tôi trở về với Thanh Xuân, cho tôi trẻ lại, không biết bao nhiêu tuổi tôi không nói. Đôi khi cũng có những thử thách gây phiền nhiễu, mệt mỏi. Nhưng mà tất cả những cái đó, sau khi chúng tôi đã trải qua rồi, chúng tôi thấy rằng các bạn đã làm một cái điều rất là đúng đắn. Thanh xuân không có giới hạn. Thanh xuân nó trải dài từ khi chúng ta còn thiếu thở cho đến cho tới, ví dụ như tôi bây giờ 66 tuổi vẫn đang là thanh xuân đây này. Tôi còn không biết là thanh xuân của tôi nó sẽ còn kéo dài bao lâu nữa. Tôi hy vọng cùng với Có Hẹn Cùng Thanh Xuân nó sẽ kéo dài 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 dài. Trong rất nhiều những trải nghiệm về Có Hẹn Cùng Thanh Xuân, chú có nhớ và ấn tượng với một trải nghiệm thử thách nào không ạ? Bán cho chủ bò này. Đấy, thành công rồi. Hầu như tất cả các thử thách đối với tôi đều là lần đầu tiên hết. Nên là cái gì mà lần đầu tiên ấy, bao giờ nó cũng khó, nó cũng bất ngờ, nhưng mà bao giờ nó cũng thú vị. Và đặc biệt là khi mà chúng tôi ở cái độ tuổi này, được đồng hành cùng với các bạn trẻ trong ekip. Ai đó nói rằng thanh xuân như một cơn mưa rào, hoàn toàn sai. Nó không phải là một cơn mưa, nó không phải ào cái gì nó tạnh đâu. Nó sẽ trải dài từ thời thiếu niên của chúng ta cho tới tận về sau này, đến khi chúng ta từ dọ dã hẳn cái cõi đời này nhá. Tôi nói thế, tôi hy vọng thế và tôi tin như thế. Tất nhiên một cái chương trình thì không thể nào mà trọn vẹn hay tất cả mọi người đều thích hay tất cả đều hay được. Thế nhưng mà thôi, tất cả những cái gì nó tích cực nhất, cái gì mà nó có thể truyền cảm hứng tới các bạn trẻ, đấy là điều mà chúng tôi rất muốn làm. Và tôi vẫn nói đùa nhé, nhưng mà trong mọi câu nói đùa của tôi bao giờ cũng có những phần trăm của sự thật, là các bạn trẻ nào mà xem chương trình Có Hẹn Cùng Thanh Xuân ấy mà thích ấy, thì chắc chắn các bạn sẽ phát triển trở thành những con người tử tế, những con người tốt nhất. Yes. À, tôi nếu như có một lời khuyên dành cho các bạn trẻ như những người con, người cháu trong nhà của mình thì chú sẽ gửi gắm lời khuyên gì ạ? Đừng bao giờ ngại ngùng trước bất kỳ thử thách nào. Nếu như chúng ta không thử, chúng ta sẽ không biết nó có thể vượt qua hay không. Còn khi chúng ta thử, có thể chúng ta vượt qua, có thể chúng ta không vượt qua đi chăng nữa, thì ít nhất chúng ta đã dám thử thách và đấy là thanh xuân. Chú biết khi nào chú nói con cũng kiểu hơi rưng rưng ở mắt nữa. Con rất là thương chú, con cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn con. Dạ. Ba người nặng nhất ở đây rồi. Lúc nào khó là có Hồng Vân. Bây giờ thêm cô cháu tôi nữa. Có mà đấu với tôi chúng tôi nhé. Có mà chấp chấp cả đoạn. Sáng hôm nay là ngày quay cuối cùng trong đợt ghi hình này rồi, và trước khi đến với địa điểm tiếp theo thì chúng mình đã mua mỗi người một cốc cà phê nóng, cốc nước nóng khi đó. Bởi vì bao lâu nay đều ở trên núi, ở trên bản làng, nên bây giờ mới về đồng bằng kiểu wow, quá trời là cốc sống rồi.
tất cả mọi người đã vô cùng sẵn sàng. Ngày thứ 7 trong chặng hành trình, chúng tôi có mặt tại xã Thông Thủy, Mỹ Xuyên, Hà Giang. Yay! Có 72 người trong một ekip, nhưng mà ekip thì thường xuyên được chia nhỏ để đảm bảo rằng là cô chú đang quay phần này, mình chạy đi quay phần khác. Và cái nhiệm vụ của mọi người đó là phải nắm bắt được từng khoảnh khắc chân thực, reality show mà, chương trình thực tế mà. Theo yêu cầu của DOP thì chúng ta phải ngồi dậy. Phần nữa lên. Những bữa cơm dọc đường là một điều cần có cho các cán bộ chiến sĩ để chuyến hành quân được lưu thông liên tục và nhanh chóng. Và nhiệm vụ tới đây cho các cô chú đó là thực hiện nấu một bữa cơm bao gồm cơm nắm và muối vừng. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những đồ dùng mà cô chú cần. Quay xong lúc cuối cùng chương trình ngày hôm nay, và như một thông lệ thì mỗi lần quay xong ekip sẽ chia nhỏ ra thành từng nhóm nhỏ để quay phỏng vấn mỗi cô chú. Nó là gọi là Flex về bạn của tôi và chơi khăm những người bạn của tôi. Cô sẽ nói về những người bạn của mình trong chuyến hành trình này gắn với từ nhất. Chú Lại Văn Sâm ạ. Hoạt ngôn nhất. Hồng Vân bao giờ cũng là chỗ đáng tin cậy nhất. Đáng yêu đã đành rồi nhưng đáng tin cậy, tôi lúc nào cũng tin cậy Hồng Vân. Thế còn điểm xấu của chú Sâm thì sao ạ? Điểm xấu hay dỗi. Hay dỗi à? Dỗi. Cô Văn có nói là chú Sâm cái gì cũng tốt nhưng mà dở là hay dỗi. Cô tách chú ra, cô không ở trong đội chú mà dỗi đi. Chỉ cần không đi cùng chú Sâm là chú Sâm dỗi, mà dỗi thật chứ không phải dỗi dỗi giả đâu. Chú có dỗi thật không? Đấy là dỗi vờ. Dỗi vờ. Không diễn đâu, dỗi thật. Giả vờ dỗi thì đúng hơn. Mà chỉ dỗi với cô Vân thôi nhá. Quý cô Vân như em gái, chỉ dỗi với cô Vân thôi. Nói có vẻ như kiểu lẫy một tí, nhưng mà quy lại là tôi vẫn luôn luôn tin yêu cô em gái này. Dạ. Anh Sâm ấy mà rời chị ra ấy thì hơi lao đao đấy, chứ không phải đùa đâu. Cô Thanh Thủy ạ. Rắc rối nhất. Là một điểm tốt luôn, rắc rối cũng là một điểm tốt. Tốt mà. Cô ấy rắc rối cho nên là ai cũng phải để tâm đến cô hết, phải chăm sóc cho cô hết. Chính vì thế mà cô được mệnh danh là nàng thơ. Chứ cô có lãng mạn đâu. Nhìn là muốn chở che ôm ấp rồi. Đúng rồi, lúc nãy phải bảo vệ bảo bọc khổ lắm cơ. Lúc nào cũng phải bảo vệ bà ấy. Đấy là một điểm tốt của cô Thủy, còn điểm xấu của cô Thủy thì sao ạ? Cũng là cái đấy luôn ấy, rắc rối lắm. Eo ơi, cứ quên cái này, quên cái nọ, để xong rồi lại thắc mắc cái nọ, thắc mắc cái kia. Ôi dồi, mệt lắm. Cô Thanh Thủy thì một cái tốt nhất là cái chất lãng mạn ở trong con người của cô ấy là có ở mọi lúc mọi nơi. Kể cả lúc khó khăn vất vả nhất, cô luôn luôn vẫn lạc quan. Tôi nghĩ là không phải là nghệ sĩ nào cũng làm được cái điều đó. Bởi vì cảm xúc của nghệ sĩ là rất là lớn. Nén cái của riêng mình để khỏi ảnh hưởng đến người khác, đấy là một cái phải có bản lĩnh. Nhưng mà bạn ấy hơi kín trong cái cuộc sống riêng tư của mình. Con nghĩ là có những trải nghiệm trong cuộc sống khiến cho người ta không quá chủ động trong việc chia sẻ, nhưng đấy lại là cái bí ẩn của người phụ nữ. Đúng rồi. Vậy thì còn người bạn thân của mình chí cốt nửa thế kỷ. Người ta có một câu nói là tha chậm còn hơn không bao giờ. Thôi thì bây giờ ở cái tuổi 66 này mới nhận ra một điều là mình có một người bạn rất là đáng trân trọng, đáng quý. Trường của em bé bé nằm ở đồn đây. Em là em quên hết, em là học sinh ca biển đây. Điểm mà dễ thương nhất của chú Đoàn á là không thể che giấu được cảm xúc. Đấy, chú Đoàn không bao giờ che giấu được cảm xúc. Thích là sẽ thích, mà ghét là sẽ ghét, bực mình là sẽ phải phật ra là bực mình. Không thể nào giấu được cảm xúc của mình. Nó sống rất là chân thật, chân tình. Rất dễ thương. Đấy. Tính thẳng như giật ngựa. Rất là dễ thương, chân tình. Đi xe mà có một người đằng sau mà luôn luôn mà kêu ca thế thì không bao giờ đi xe cả. Thôi bây giờ em ở lại đây. Em ở lại, em ở lại. Con chú Kim Tử Long ạ, một tốt nhất, một xấu nhất. Ôi giời ơi. Chú Kim Tử Long á là một người phải nói là eo ơi, nhanh, eo như sóc,
một người cực nhanh, cực nhạy. Và điểm xấu nhất là cực ăn gian. Chiến thần ngoại giao, đi đâu cũng sử dụng cái khả năng ngoại giao của mình. Ăn gian chiến thắng. Gian vô địch luôn. Còn là ăn gian dễ thương. Dễ thương là chưa chấp nhận được. Tên tuổi của anh sẽ ở trên đài VTV3. Tất cả 99 triệu dân sẽ nhìn thấy anh khi anh mua con bò này. Vì vậy cho nên là anh cố gắng anh lên một xíu nữa đi. Hồi nãy anh trả 55 đúng không? Vâng. Bao nhiêu nữa? Bao nhiêu nữa? Lên chút xíu nữa. Thế thì 5 triệu nữa. 60 triệu. Vâng. 60 triệu rồi. Thương vụ này đang diễn ra vô cùng sôi động và háo hức. Nhưng mà Kim Tử Long thì có một cái dở là cái ông này ông ăn nhiều, ông háo ăn. Ông thích ăn. Mới vừa xuống mà xe ra. Ăn cho nó có sức mới lần lát mình mới lái nổi. Nướng thêm một gà đi cưng. Hồng Đào, người bạn thân của cô. Ôi giời ơi, cái bà Hồng Đào thì trời ơi, nói thật lắm. Cái điểm mà dễ thương nhất của bà ấy là bà ấy không làm mất lòng ai bao giờ. Không ai ghét bà được. Đấy, bà cũng nặng dĩ hòa, di quý bà. Bà lúc nào cũng nhường nhịn người ta, gọi là gần như là tuyệt đối ấy. Đó là bà Hồng Đào. Hồng Đào là một người rất lạc quan. Hồng Đào là một người mà vượt qua mọi khó khăn để sống cho nó lạc quan. Và muốn truyền cái tính lạc quan đấy, tới tinh thần đấy, tới tất cả mọi người. Và cái đấy là cái rất là đáng quý. Thiên Bình. Thiên Bình là một người cân bằng và luôn luôn có cái sự công bằng và thích sự hòa thuận trong tất cả mọi người. Đúng chính xác con này luôn. Con hiểu không? Điệu lắm. Hồi xưa mình có xem cái bộ phim Ba Chàng Ngựa Lâm Phá Thủ ấy. Ở trong nó có một khẩu hiệu: một người vì tất cả vì một người. Là cái câu đấy đúng với nghĩa không phải chỉ có Hồng Đào riêng đâu, mà tôi nghĩ rằng trong đợt đi của chúng tôi này ấy, tất cả 5 thành viên đều luôn luôn phải có cái tinh thần đấy. Một người vì tất cả vì một người. Cho nên là chúng tôi quan tâm đến mọi người và mọi người quan tâm đến cá nhân từng người thì mới vượt qua được những cái trải nghiệm nó ở cái độ tuổi này không phải dễ. Thường thường với những người trẻ của chúng con, ví dụ như là không làm được cái này là bắt đầu coi như thế giới sụp đổ, không được việc này hay là thất tình là coi như sụp đổ. Cô chú là những người đã có rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đã kinh qua rất nhiều cái câu chuyện rồi. Đến cuối cùng thì điều gì mới là giá trị quan trọng nhất ạ? Mình đi xa như thế này, những cái nơi mà nó không có phải là những cái cảnh đẹp bình thường, nơi mà nó có những cái cột mốc hay là những cái mà dấu tích mà nó mang tính chất gọi là một mất một còn cho cái sự tồn tại của tất cả mọi người. Ví dụ như ngày hôm nay hai cô cháu mình đang ngồi ở đây, ở cái mặt trận mà Vị Xuyên ngày xưa, thì đúng là mình mới thấy là tất cả những cái gì mà mình đã làm được ấy, nó chỉ là một hạt cát bé xíu thôi. Phải có cái sự gọi là tiếp nối, kế thừa như thế thì cái khóm trúc này, cái bờ suối này, cái núi rừng này nó mới có thể tồn tại mãi mãi là của người Việt Nam mình được. Cái câu hát ở trong cái bài mà Căng Maladi Mi Bươi ấy, tôi rất thích đấy. Stop Chibe Na Zemle Nye Chirali Pasta Raisa Sibia Nye Chiriat. Là nếu bạn muốn không bị biến mất trên trái đất này thì hãy cố gắng đừng bao giờ tự đánh mất mình. Đừng bao giờ tự đánh mất mình. Cho dù là mình có gặp những cái trắc trở, những cái khó khăn, những cái tưởng như không thể vượt qua nổi, nó đau khổ đến mấy thì đau khổ, thì hãy tự tin và hãy trở lại chính mình. Và hãy giải quyết mọi việc theo cái con tim của mình nó mách bảo. Chúng ta chỉ có không quyết định được hai việc thôi nhá. Một là chúng ta không quyết định được, không chọn được bố mẹ. Hai là chúng ta không chọn được quê hương. Còn tất cả mọi thứ trên đời mình đều có quyền chọn. Cái đường đi của mình có quyền chọn. Và mình hãy cứ đi đi. Cứ đi đi. Có thể đến, có thể không. Nhưng mà nếu không đi thì sẽ không bao giờ đến. Còn nếu đã đi là kiểu gì cũng đến. Và con người ta sinh ra đã là hạnh phúc rồi. Mỗi người sẽ có một số phận vất vả, có một cái khó khăn. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta đã sinh ra trên đời. Và nhớ nhá, hai cái từ, một từ sinh ra và một từ chết. Hai cái từ nó đối lập nhau. Sinh ra không phải là chết. Chúng ta sinh ra đã là hạnh phúc. Và hãy cố gắng giữ cái hạnh phúc đấy, cho dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Tôi nhớ có ai đó nói là thế này này: đừng có thích, đừng có theo đuổi những công việc mà mình mơ ước, mà hãy thích cái công việc mình đang làm. Thế thì khi mà tôi không được làm theo cái sở trường hay là cái học của mình, thì là mình vẫn cứ kiên định
là theo đuổi đến cùng và cố gắng yêu thích nó. Và cuối cùng tôi yêu thích nó thật. Và cuối cùng hóa ra nhiều khi ấy, cứ tưởng là sai nhưng mà không phải sai. Cứ tưởng là rủi nhưng mà không phải là rủi mà lại là may. Cuối cùng là mình lại được làm ở một cái công việc nó mang lại chính bản thân con người mình như bây giờ. Cưới vợ thì tôi đương nhiên là không sai lầm gì rồi. Tôi không thể nói. Tôi không thể nào nói là sai lầm, bởi vì nếu như mà không cưới được bà vợ của tôi bây giờ ấy thì chưa chắc đã có một cái thằng tôi nó tử tế như bây giờ. Không biết được. Ngày đầu tiên mới về nước, còn tôi ở nhờ nhà bố mẹ vợ 11 năm ở một cái căn phòng chỉ khoảng 10 tôi không biết có được 16 mét vuông không. Và thậm chí là phải làm một cái gác lửng để cho con trai tôi nó ở. Còn hai vợ chồng thì ở dưới. Chỉ trong vòng 16 mét vuông, 11 năm tôi sống như tôi cảm thấy tôi sướng như vua. Đến khi ra ở riêng thì cái nhà của tôi bây giờ nó là 40 mét vuông. Tức là tự nhiên mình mới phát hiện ra là ồ, hóa ra 11 năm vừa rồi mình ở rất là khổ, rất là chật chội. Đấy thì mình thấy là mọi cái nó đang tốt lên. Và nó tốt lên không phải là bởi vì mình giỏi trong chuyện là kiếm tiền để có thể làm tất cả mọi thứ, mà nó tốt lên là bởi vì mình luôn luôn là mình. Mình luôn luôn cố gắng làm được những cái gì tốt nhất, thích nhất. Và đấy là hạnh phúc. Tôi quan niệm là gì? Mấy cái bà mà đi đổ rác ở khu nhà tôi ấy, bà làm lao công, bà làm ở công ty vệ sinh ấy, cũng không khác gì một cái ông lãnh đạo một cơ quan nào đấy, một cái tổ chức nào đấy. Bởi vì mỗi một xã hội phân công, mỗi một con người làm một công việc, và nếu như mỗi một người làm tốt cái công việc của mình thì xã hội này quá tốt, đúng không? Không thể nào tất cả cùng làm thủ tướng được, không thể nào tất cả cùng làm bác sĩ được. Và kể cả những người làm cái công việc mà gọi là vất vả nhất, cho đến những người làm công việc gọi là nhàn nhã nhất ấy, thì nếu như làm tốt cái công việc của mình thì cuộc đời chắc chắn sẽ không phụ bạn. Họ chắc chắn sẽ sống tốt. Không có lý do gì để họ không sống tốt cả. Trừ khi chúng ta là những con người lười nhác, không chịu lao động, không chịu làm tất cả mọi thứ, thì đấy mới là cái lý do đưa chúng ta đến những cái thất bại. Tôi là một người may mắn. Tất cả mọi thứ đối với tôi, nó đến với tôi, nó cũng không phải là quá gian nan vất vả. Cái triết lý của mình là ở hiền gặp lành cơ mà. Mình là người ở hiền lành, mình là người tử tế thì chắc chắn là không bao giờ phụ bạc cả. Ai phụ bạc hết. Thế cho nên là mà tôi luôn luôn tin tưởng là ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Con có thể ngồi nghe chú nói cả ngày. Thì chú nói đều là một cái nguồn cảm hứng rất lớn cho chúng con, nên là con rất là hạnh phúc khi mà được tham gia chương trình cùng chú. Con sẽ luôn luôn nhớ tới cái câu chú dặn là không được đánh mất mình. Không bao giờ được. Không được đánh mất mình. Cảm ơn con. Gửi lời chào tới khán giả có Hẹn Cùng Thanh Xuân. Còn đối với chúng con, cô là người chăm chỉ nhất, nữ hoàng yêu tinh một nhất, năng lượng nhất. Trời ơi, cô cảm ơn tụi con. Thật tim. Con. Trải nghiệm rất là may mắn khi được làm việc với bố, làm đồng nghiệp của bố. Đâu là cái điều mà bố dạy mà anh cảm thấy ghi nhớ nhất? Có hai câu mà tôi luôn nghe: không ai là không bị thay thế, chó vẫn sủa, đoàn người cứ đi. Nghe thì nó hơi dân dã. Bỏ qua cái cảm xúc, bỏ qua những cái lời nói xung quanh để chọn cái con đường mình đi, và mình phải tiếp tục con đường đấy. Được cái hướng đó và mở ra cái con đường thì mình mới mang lại cái hạnh phúc cho mình được. Và đấy phải là nỗ lực của mình. Và bây giờ là phỏng vấn với nghệ sĩ Thanh Thủy. Nhưng mà rất tiếc, mình vẫn chưa thể gặp được cô Thủy và có một buổi phỏng vấn riêng với cô, bởi vì cô rất là bận. Cho nên mình đã phải bay một quãng đường rất là xa từ Việt Nam tới Perth, Australia để phỏng vấn một món quà của cô. Xin chào mọi người, em là Cà Rốt, cái cưng của cô Thủy. Khoảnh khắc chị thấy mẹ đẹp nhất? Một là mẹ mặc áo dài, hai nữa là mẹ mặc đồ két la la. Tại vì đó là cả một tuổi thơ của chị rất là dài luôn. Khoảnh khắc thấy thương mẹ nhất? Khi mà mỗi lần mà mẹ phải đi làm, không hiểu làm sao mẹ và các cô các chú có thể đi một cái đoạn dài như vậy. Đấy cũng là điều mà em học được và em nể nhất ở các cô các chú. Một lịch trình rất dày đặc. Mình cứ nghĩ rằng là mình trẻ nên là mình làm nhiều lắm. Đúng nhưng rồi. Mà không hề nha. Họ là những người nghệ sĩ lớn á. Họ đã trải qua rất nhiều nỗ lực, rất nhiều sự căng thẳng, áp lực trong cuộc sống mỗi ngày, nhưng họ vẫn cố gắng, họ vẫn luôn hết mình trong công việc. Có bao giờ mà một ai đấy bất ngờ khi mà nghe chị nói là mình là con cô Thủy hay mẹ mình là nghệ sĩ Thanh Thủy không? Cũng có. Có khá là nhiều người khi mà họ biết, tại vì thường thì chị sẽ không có chủ động kể. Vâng. Tại vì cũng không ngại. Họ nhắc tới chuyện đi xem kịch hay là mình mới nói là ok em, mẹ em cũng là nghệ sĩ. Đâu kiểu, ôi thật ra em.
vô tình hết. Tự hào luôn ý. Rất là tự hào. Em là người đồng hành cùng các cô chú, nhưng mà chị là con gái và chị thấy mẹ mình tham gia vào chương trình Như Có Hẹn Cùng Thanh Xuân, chị cảm thấy như thế nào? Chị cảm thấy rất là vui. Tại vì thứ nhất đó là lâu lắm rồi mẹ mới được đi chơi. Tại vì bản thân mẹ ấy, thì chỉ khi nào là con gái rủ hoặc là kiểu năn nỉ lắm ấy thì bắt đầu mới chịu đi chơi. Nhưng mà khi mà thấy mẹ rất là chịu chơi như vậy, đặc biệt là cái khoảnh khắc mà mẹ đứng trên cái ván ấy, trời ơi, tại vì bản thân chị không đứng được đâu. Chị đã thử rồi em nhưng không được, không được, rất sợ. Bây giờ sẽ là một lời gửi gắm cho mẹ. Ngại lắm luôn, tại vì bây giờ bản thân con chưa bao giờ có thể nào nói trực tiếp được với mẹ bất kỳ một cái gì hết. Nhưng mà con rất là cảm ơn khi mà ba và mẹ đã dành cho con những cái cơ hội này, một cái môi trường học tập ở đây. Dù là con ở xa gia đình nhưng mà con đã học được rất là nhiều điều để mà con có thể khi mà con quay về, con có nhiều cái để con kể với ba mẹ và ba mẹ cũng sẽ thấy là con thay đổi rất là nhiều. Và cô ơi, hai chị em đang ngắm hoàng hôn tại Perth ở Úc. Mọi người yêu cô, sao đang yêu? Mình có 2 tháng được làm việc với những cây đa cây đề trong nhiều lĩnh vực, từ việc mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp họ cho tới sự gắn kết yêu thương giữa các thế hệ như người một nhà. Và 2 tháng đó là những đợt kỷ niệm hạnh phúc của mình, MC của chương trình Có Hẹn Cùng Thanh Xuân. Hãy subscribe cho